Xin chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái mã vân đơn của TikTok Shop trên cái máy in nhiệt mini này nha. Thì máy in nhiệt mini này các bạn, máy này là chỉ in tạm thôi nha các bạn. Những bạn nào mà in những cái đơn ít ít như là ngày 1, 2 đơn, 3, 4 đơn gì đó thì có thể sử dụng cái máy này in được nha. Còn những bạn nào mà in nhiều thì bên mình có cái máy là in chuyên mã vân đơn. Thì cái máy in chuyên mã vần đơn đó in ra cái khổ là khổ A7 nha các bạn. Khổ A7 trở xuống, có nghĩa là bề ngang là 80mm trở xuống nha. Cái khổ giấy bên mình đó, bán là 76 x 130mm nha. Đó, cái máy in mình để ở bên góc nha các bạn. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái mã vần đơn cho TikTok Shop bằng cái máy in này trên cái điện thoại iOS và điện thoại Android luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn trên cái điện thoại iOS trước nha. Ok, thì trên cái điện thoại iOS á, thì các bạn mở cái Seller Center lên của TikTok Shop nha. Rồi đồng thời các bạn mở Bluetooth lên luôn nha. Rồi các bạn vào trong cái phần đơn nha. Các bạn vào đơn hàng. Thì các bạn xử lý đơn như bình thường thôi. Thì hiện tại cái đơn của mình á, mình đã xử lý rồi. Bây giờ mình chỉ vào bấm in phiếu thôi. Bấm in phiếu nè. Rồi mình bấm ở trên đây nè các bạn, có cái vụ cái dấu mũi tên lên nè. Rồi mình bấm vào đây để mình chuyển sang cái phần mềm Fingerprint để mình in nha. Thì cái máy này chỉ in được trên cái phần mềm Fingerprint thôi nha các bạn. Các bạn cài cái phần mềm Fingerprint vào để các bạn in nha. Đây các bạn, phần mềm Fingerprint nha, mình để ở trên nha các bạn. Đây các bạn chuyển qua thì tự động nó sẽ link với cái phần mềm Fingerprint. Và các bạn sau đó các bạn chọn là nguyên văn nha. Đó, nó sẽ ra cái đơn ở bên phía bên app Fingerprint. Sau đó thì các bạn kết nối với cái in này và các bạn in thôi nha. Các bạn bấm in ở trên đây. Đó, rồi các bạn, chỗ này là các bạn kéo cái phần nồng độ lên 100% cho mình nha. Rồi các bạn để nguyên, các bạn bấm in. Các bạn lưu ý là phải kết nối với cái máy in nha các bạn. Các bạn kết nối chỗ này nè. Ở đây các bạn vào của tôi nè, kết nối nè. Rồi các bạn bấm kết nối nha, chứ không có cần ghép đôi như điện thoại Android nha. Trên điện thoại Android các bạn cũng không cần ghép đôi luôn. Các bạn vào phần mềm trên app Android này, các bạn kết nối luôn nha. Ok, thì cái mã vần đơn in ra được như thế này nha. Thì cái máy này chỉ có khổ giấy ngang là 5.7 cm thôi, nên in ra cũng khá là nhỏ, nhưng mà cái mã QR code này vẫn quét được. Bây giờ mình sẽ qua dùng cái phần mềm mình quét cái mã QR code này cho các bạn xem nha. Đó, đây nha các bạn, quét khá là nhạy nha. Đó, ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên cái điện thoại, trên cái điện thoại Android nha. Trên cái điện thoại Android, trên cái điện thoại Android cũng vậy nha các bạn. Các bạn bật Bluetooth lên nè. Rồi các bạn vào đơn hàng nè. Các bạn cũng cài cái phần mềm Fingerprint vào nha các bạn. Các bạn cũng cài cái phần mềm Fingerprint vào nha. Rồi các bạn vào cái đơn của các bạn xử lý đơn xong rồi các bạn cũng bấm in như bình thường nha. Đây xử lý đơn nè. Rồi thì ở trên cái điện thoại iOS, trên cái điện thoại Android á thì nó có khác chiếu là các bạn phải lưu về nha. Lưu dưới dạng PDF nè, các bạn lưu về. Lưu file này về. Này các bạn bấm lưu về. Rồi sau đó các bạn ra ngoài, các bạn cài một cái phần mềm là quản lý file, hoặc là trên cái điện thoại của các bạn có cái file cái quản lý tệp đó các bạn. Rồi các bạn vào cái file mới tải về á, các bạn mở lên bằng cái trình duyệt PDF ở trên điện thoại của mình nha. Đây cái đơn này nãy nè mình lưu lại rồi, bây giờ mình vào trong cái tệp đó, mình mở cái file PDF này lên. Rồi mình bấm cái dấu ba trên đây nè, dấu xe các bạn, mình chuyển qua cái phần mềm Fingerprint. Rồi đến khúc này thì nó cũng y chang như cái kia thôi nha các bạn. Rồi các bạn chọn nguyên văn nè. Rồi các bạn bật Bluetooth lên, các bạn kết nối máy in, các bạn in thôi nha. Trên điện thoại Android thì các bạn cần phải bật định vị lên nha. Nồng độ đây các bạn cũng kéo lên 100% giúp mình nha.
Rồi các bạn bấm in. Kết nối nè. Mở định vị lên nha các bạn. Mình nhắc kết nối bên cái máy iOS, cái máy nó còn kết nối trên cái máy iOS nha các bạn. Đây kết nối nè. Rồi đã kết nối, bây giờ mình ra mình in nha. Đây nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ dùng phần mềm quét thử cho các bạn xem nha. Đó. Cũng y chang vậy nha các bạn. Đó. Rồi ok, thì những bạn nào muốn mua cái máy in này á, thì mình để cái đường link của Shopee hoặc Lazada bên dưới phần miêu tả nha. Các bạn click vào đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Thì như lúc đầu mình nói đó, thì máy in này chỉ là máy in tạm thôi nha các bạn. Những bạn nào mà muốn in nhiều thì các bạn mua cái máy khổ giấy A7 bên mình nha. Của máy cấp điện, máy to nha các bạn. Đó, máy đó thì in một ngày được rất là nhiều đơn luôn. Máy đó thì nó tốt hơn nhiều. Máy đó chuyên in mã vận đơn của tất cả các sàn luôn nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.